Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại huyện Bảo Thắng, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quý 1 năm 2018. Đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố cơ sở trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc năm 2018, bám sát nghị quyết của các cấp ủy đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để triển khai tốt các nhiệm vụ công tác mặt trận và các phong trào thi đua. Trong công tác chăm lo cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực thăm hỏi, tặng quà Tết, động viên nhân dân, hộ nghèo, vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Thông qua việc tổ chức phát động các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của khối Mặt trận Tổ quốc trong quý 1 năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2018, đồng chí yêu cầu khối thi đua Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động và các phong trào thi đua chuyên đề và toàn diện năm 2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức thành viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, các điểm mới của luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Nhân dịp này, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Láng ở thôn Na Năng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 65m², kinh phí đầu tư xây dựng trên 150 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố là 45 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của anh em, bạn bè, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình. Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các tổ chức, cá nhân đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giúp cho các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình bà Vũ Thị Lánh là một trong 12 ngôi nhà đại đoàn kết được các huyện, thành phố nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng nhà đại đoàn kết trong quý 1 năm 2018. Ngoài ra, 15 nhà cũng được sửa chữa, đảm bảo đủ tiêu chí 3 cứng theo quy định trong chương trình xây dựng nông thôn mới, do nguồn quỹ vì người nghèo của các huyện, thành phố và tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí 375 triệu đồng. Chiều ngày 30 tháng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã phối hợp với Sở Y tế, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec tổ chức hội thảo giới thiệu những ứng dụng tiên tiến nhất của tế bào gốc và công nghệ gen trong điều trị bệnh. Những năm qua, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, công tác y tế ở Lào Cai vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự quan tâm hỗ trợ từ tuyến trung ương, nhất là từ các chuyên gia y tế để giúp đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Và hội thảo này chính là diễn đàn để các nhà khoa học và cán bộ quản lý y bác sĩ được nghiên cứu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm, kiến thức tiên tiến hiện đại nhất trong hai lĩnh vực tế bào gốc và công nghệ gen, từ đó áp dụng vào công tác điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thảo luận về một số nội dung quan trọng như kết quả điều trị một số bệnh hiểm nghèo bằng ghép tế bào gốc, liệu pháp tăng cường miễn dịch tự thân trong hỗ trợ điều trị ung thư, lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn tại Vinmec, kỹ thuật sàng lọc chức sinh không xâm lấn, xét nghiệm gen trong sàng lọc và điều trị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc thu quỹ phòng chống thiên tai theo chỉ đạo chung của Trung ương, bắt đầu từ năm 2016, Lào Cai triển khai thu nguồn quỹ này. Trong 2 năm 2016-2017, số thu đã bổ sung kịp thời nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương. Số thu quỹ phòng chống thiên tai trong 2 năm là 24 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch tỉnh giao. Số thu này đang dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc và đứng thứ 9 trong cả nước. Theo quy định, các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập bắt buộc đóng góp một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có tại tỉnh Lào Cai theo báo cáo tài chính hàng năm, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng một ngày lương một người một năm theo mức lương cơ bản, sau khi trừ các khoản thuế bảo hiểm phải nộp, người lao động trong các doanh nghiệp đóng một ngày lương một người một năm theo mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho quỹ.
đại diện Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh cho biết, mặc dù số thu đạt khá nhưng hiện vẫn có một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn chưa nghiêm túc thực hiện và hiện cũng chưa có chế tài xử lý những đơn vị chây ì chưa đóng nguồn quỹ này. Thành phố Lào Cai vừa tổ chức cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, mùng 2 tháng 4 năm 1948, mùng 2 tháng 4 năm 2018. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Lào Cai nói chung, lực lượng vũ trang thành phố nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang thành phố đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, cùng cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, cùng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng dân quân tự vệ là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Lào Cai chú trọng, qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ghi nhận về công tác này tại huyện vùng cao Bắc Hà. Là huyện vùng cao có địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh của tỉnh, trong những năm qua, huyện Bắc Hà luôn xác định và đánh giá đúng vai trò tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó có công tác dân quân tự vệ, địa phương đã thực hiện tốt việc đăng ký quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi, rà soát kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm có số lượng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng độ tin cậy về chính trị, chú trọng các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa. Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cái luật dân quân tự vệ và cái thông tư 33 đến tất cả các cái xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị để mọi người đều hiểu thống nhất và tổ chức đồng thuận trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời chỉ đạo cơ quan xây dựng kế hoạch phát triển và hướng dẫn phát triển cái lực lượng dân quân ở khối xã, thị trấn và khối cơ quan đơn vị, thành lập các cái tổ đội, các cái đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm sao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở huyện Bắc Hà không ngừng được đổi mới về nội dung và phương pháp. Ban chỉ huy quân sự huyện đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo lệnh huấn luyện của cấp trên, tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị cho mỗi mùa huấn luyện như củng cố lực lượng, chuẩn bị tốt các điều kiện về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bắc Hà đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua đó để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, cũng như củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với địa phương. Tôi cảm thấy đây là một môi trường tốt cho những người trẻ như chúng tôi lên đây để và huấn luyện và học hỏi và giúp mọi người cảm thấy bản lĩnh hơn và cảm thấy kiên trì trong cuộc sống. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng phấn đấu và rèn luyện để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, huyện Bắc Hà xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cho huyện, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ địa phương có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị, đảng ủy chỉ huy là kiên quyết là duy trì làm sao bảo đảm hết cái nội dung, cái thời gian và duy trì nghiêm cái kỷ luật trong quá trình huấn luyện. Đồng thời nữa là đổi mới được cái phương pháp tác phong trong quá trình tổ chức và thực hành huấn luyện, đưa người học vào xử trí các cái tình huống thực tế diễn ra trên địa bàn, xây dựng cái bản lĩnh và xây dựng cái khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Với những kết quả đạt được, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bắc Hà đã và đang không ngừng phát triển về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt đáng tin cậy, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.